Rồi, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em đi vào cái bài học số 2 của toán lớp 8, trăn trở sáng tạo, phần số và đại số. Đó là bài các phép toán với đa thức nhiều biến. Rồi, cái mục đầu tiên này, người ta gọi là mục hoạt động khởi động, gợi mở vấn đề dẫn xuất dắt học sinh vào bài học. Rồi, trên một đoạn sông thẳng, xuất phát cùng lúc từ một bến thuyền. Thuyền đi xuôi dòng với vận tốc là V cộng 3 km trên giờ. Cano đi ngược dòng với vận tốc là 2V trừ 3 km trên giờ. Rồi. Làm thế nào để tìm được quãng đường của mỗi phương tiện đó, và khoảng cách giữa chúng sau khoảng thời gian T giờ kể từ khi rời bến? Đó, thì ta sẽ học. Tí nữa chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này, là câu hỏi phía dưới ha, cho nên mình để lại là cái này nó đặt ra câu hỏi thôi. Rồi chúng ta học xong cái phần kiến thức, tới lúc đó chúng ta mới đủ cái kiến thức, chúng ta mới giải quyết được cái câu hỏi này ha. Rồi chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là cộng trừ hai đa thức. Rồi cái mục này, cái hình có cái ổ khóa chìa khóa, đó chính là hoạt động khám phá. Gợi ý một số vấn đề giúp học sinh tìm ra kiến thức mới. Rồi, tại một công trình xây dựng, người ta dùng 3 tấm kim loại chống nắng, kính chống nắng A, B và C với kích thước như hình 1 tính bằng mét. Giá tiền của các tấm kính được tính theo đơn vị với đơn giá là A đồng trên mét vuông. Tại đây có hai lần nhập vật liệu như sau. Số loại tấm kính, số tấm mỗi loại ABC lần 1, nhập 2, lần 2 nhập 4, loại A, còn B 4, 3, C tương ứng là 5, 6. Thì ta thấy cái loại A nó là hình vuông với cạnh là x mét, còn hình B hình vuông hình chữ nhật với cạnh là x dưới 1, chiều dài là x, chiều rộng là 1. Còn hình C hình chữ nhật với cạnh chiều rộng là x, chiều dài là y mét. Rồi câu A nó kêu tính tổng số tiền mua kính của cả hai lần. Tức là mình phải tính diện tích này ra, rồi mình tính số tiền. Mình cộng diện tích nó lại. Rồi mình nhân với số tiền. Rồi tiếp theo là số tiền lần 2 nhiều hơn lần 1 bao nhiêu? Thì mình tính số tiền lần 1 là 2 cộng lại. Thì lần 2 nhiều hơn lần 1 thì mình dùng phép hiệu. Ha. Rồi. Chúng ta sẽ giải quyết cái câu hỏi này. Đó, theo cái hướng gợi ý như thế. Rồi câu A đây. Rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ tính gì? Tính diện giá tiền tấm kính chống nắng. Loại A là, thì mình lấy diện tích đúng không? Đó là giá tiền. Tức là ta có là diện tích. Đầu tiên ta tính là diện tích của cái tấm kính. Tấm kính loại A là x nhân x. Đó là x bình phương. X bình phương mét vuông. Rồi diện tích tấm kính loại B là 1 nhân x là bằng x mét vuông. Rồi diện tích tấm kính loại C là x nhân y là mét vuông. Đó là mình tính diện tích tấm kính mỗi loại. Rồi sau đó chúng ta mới tính là ở đây nó kêu là tính tổng số tiền mua kính cả hai lần. Thì A 1.000 đồng một mét vuông, thì ta tính là tổng diện tích các tấm kính là kính mua lần một là đúng không?
Cái này nó nói là đây là số tấm kính là 2 đúng không? Rồi, tổng diện tích các tấm kính mua lần 1 là tổng diện tích các tấm kính mua lần 1 là lấy 2 nhân cho x bình cộng cho 4 nhân cho x 2x bình ha. 4 nhân cho x cộng với 5xy mét vuông. Tổng diện tích các tấm kính mua lần 2 là mình sẽ lấy 4 nhân x bình 4 tấm kính ha. Rồi, tiếp theo là gì? 3 nhân cho x. Tiếp theo là 6 nhân x y. Rồi, ta mới tính là tổng số tiền mua 2 lần. Thì đầu tiên ta phải tính là tổng diện tích các tấm kính mua lần 1 và lần 2 là mình lấy hai cái đó cộng lại ha. Tức là 2x bình cộng 4xy cộng 5. Rồi, cộng với 4x bình cộng 3x cộng 6xy. Cái này nó sẽ bằng phá ngoặc ra, dấu cộng không đổi dấu. Rồi, chúng ta nhóm lại những hàng nào đồng dạng với nhau, nhóm lại là 2 bình mà. Cộng 4x bình. Rồi, 4x cộng 3x, 5xy cộng 6xy. 2 bình cộng 4 bình là 6x bình. 3x cộng 4x cộng 7x là 7x. 5xy cộng 6xy là 11xy. Rồi, đơn vị là mét vuông. Sau đó chúng ta mới tính là tổng số tiền mua kính cả 2 lần. Mua kính của cả 2 lần là lấy A mình nhân với 6x bình cộng 7x cộng 1xy nhân vô 6ax bình cộng 7ax cộng 11axy. Rồi, đơn vị là đồng. Chúng ta hoàn thành câu A. Rồi, câu B. Số tiền lần 2 chờ hãy nghe. Chờ thêm chút xíu để hai uống nước quá. Nói là số tiền lần 2 nhiều hơn lần 1 là bao nhiêu? Thì mình tính là số tiền lần 2
mua lần hai là đó, là lần hai là mình sẽ lấy a nhân với 4x bình cộng 3x cộng 6xy. Rồi thì ở đây 4ax bình nhân vô cộng 3ax 6axy. Số tiền mua lần 1 là lấy a nhân 2x bình cộng 4x cộng 5xy bằng 2ax bình cộng 4ax cộng 5axy. Rồi tiếp theo đó là số tiền lần 2 nhiều hơn lần 1 là mình sẽ dùng phép hiệu, nhiều hơn là dùng phép hiệu đó. Rồi mình phá ngoặc ra, phá ngoặc thì nó đổi dấu 2ax bình trừ 4ax trừ 5axy. Rồi nhóm nhân nào đồng dạng trong ngoặc 4a bình trừ 2ax bình 3ax trừ 4ax 6axy trừ 5axy 2ax bình 4 trừ 2 là 2, 3 trừ 4 là trừ 1, ax 6 trừ 5 là ra 1, cho nên xy. Đó. Rồi đơn vị đây là đồng. Rồi chúng ta hoàn thành xong cái phần hoạt động khám phá thứ nhất. Rồi xét hai đa thức a bằng 2x bình trừ xy và b bằng x bình cộng 3y trừ y bình. Ta thực hiện phép cộng trừ hai đa thức như sau. A cộng b, mình thay a bằng cái cụm này vô, b bằng cái cụm này. Đó. Rồi, sau đó mình phá cái ngoặc này ra không đổi dấu. Còn cái ngoặc này có dấu cộng cũng phá ra không đổi dấu. Thì cái này người ta gọi là quy tắc dấu ngoặc. Người ta nhóm những hàng nào đồng dạng chung, hai bình là cộng bình, đó là đơn thức đồng dạng. Rồi trừ ít y cộng ba y nhóm chung, còn trừ y bình ở phía sau, cái này ta gọi là tính chất giao hoán và kết hợp. Giao hoán là đổi chỗ cho nhau và kết hợp là dấu ngoặc. Rồi ta tính là hai bình cộng bình là ba bình, rồi trừ ít y cộng ba y là hai y, rồi trừ y bình là chúng ta bằng cái này gọi là cộng trừ đơn thức đồng dạng. Rồi ta sẽ đi vào cái dấu đó là dấu trừ, à, dấu này là dấu trừ. Thì a trừ b, có ta thay a là cái cụm này, b là cái cụm này, dấu trừ chính giữa. Rồi cái cụm đầu tiên chúng ta đem ra nó giữ nguyên đa thức. Rồi cái đa thức thứ hai chúng ta phá ngoặc dấu trừ đổi dấu, x bình thành trừ x bình cộng 3xy thành trừ 3xy và trừ y bình thì thành cộng y bình. Thì quy tắc đó là gọi là quy tắc dấu ngoặc, phá ngoặc á. Rồi dùng tính chất giao hoán đổi chỗ và kết hợp hết bình trừ bình dời gần lại là giao hoán và kết hợp lại là giao ngoặc, trừ y trừ bát y đó gửi gần lại là giao hoán và kết hợp lại là giao ngoặc, bỏ dấu trừ ra luôn. Rồi y bình ở lại. Rồi sau đó chúng ta lấy hết bình trừ ít bình lấy bình dấu trừ nhau, ít y cộng bát y là trừ là 4 ít y có dấu trừ, còn không thích thì để dấu trừ giao ngoặc cũng được luôn. Rồi y bình đó. Đây gọi là cộng trừ đơn thức đồng dạng. Vậy ta đi vào cái mục này, hình bóng đèn này chính là kiến thức trọng tâm. Đó, hình bóng đèn đó chính là cái kiến thức trọng tâm. Rồi. Để cộng trừ hai đa thức ta thực hiện các bước. Bỏ dấu ngoặc, sử dụng quy tắc dấu ngoặc. Nhóm các hạng tử đồng dạng, sử dụng tính chất giao hoán kết hợp, cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Đó là cái phương pháp để mình khi mà mình cộng trừ hai đa thức. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào cái ví dụ số 1. Rồi cho hai đa thức b là như thế này và q là như thế này, tính b cộng q và b trừ q. Rồi thì ta có là b cộng q, b là ta để cái này trong ngoặc.
Quy là tôi để cái này cho ngoặc. Rồi dấu cộng phá ngoặc không đổi dấu. Thì cái này ta ghi lại. Và cái này chúng ta cũng ghi lại. Sau đó chúng ta nhóm hai nào đồng dạng với nhau nhóm chung. A là không đồng dạng nữa. Còn đây 3B với 2B trừ 2B đồng dạng nhóm chung. Rồi AB bình với trừ AB bình giống nhau nhóm chung. Còn A bình B không giống nhau để riêng. A bình B không giống nhau để riêng. Rồi đây ta có là A 3B trừ cho 2B là ra B. A bình B trừ A bình B ra không khỏi ghi. Rồi cộng AB bình. Rồi là chúng ta hoàn thành cái phép cộng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phép trừ. Đó. Trừ thì để đây dấu trừ. Trừ thì chúng ta phá ngoặc ra cái đầu chúng ta giữ nguyên. Rồi, dấu trừ ta đổi dấu nè. Tức là dấu trừ tất cả này đổi dấu lại hết. Tức là này cộng hình trừ, trừ hình cộng. Cộng hình trừ. Trừ hình cộng ha, tức là đầu là cộng là hình trừ. Còn hai cái sau nè, trừ đi trừ thì nó thành cộng với cộng. Rồi chúng ta gom lại A không giống, 3B cộng 2B giống. AB bình cộng AB bình giống. Rồi trừ A bình B để lại. Rồi tính ra A 3B cộng 2B là 5B. Rồi AB bình cộng AB bình là 2AB bình. Rồi trừ A bình B. Rồi, đó là xong. Giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, đó là thực hành số 1. À, rồi. Cho hai đa thức M và N như thế này. À, tính M cộng N và M trừ N. Rồi, thì ta cũng làm tương tự. M cộng N. Để trong ngoặc, đầu tiên phải để trong ngoặc. Nha. Theo quy tắc nó là như thế. N phá ngoặc ra thì cái đầu tiên chúng ta giữ nguyên, cái thứ hai dấu cộng cũng giữ nguyên. Rồi ở đây ta nhóm những thằng nào đồng dạng nhóm lại, một không có đồng dạng, 3xy với trừ xy rồi, giống nhau để trong ngoặc. Và trừ 2x bình y với 2x bình x bình y bình nó giống nhau. À, để trong ngoặc. Rồi, còn lại là cộng cho x trừ x y là không giống, để riêng. Đúng ha? Cộng với x trừ x y không, trừ x y rồi cộng với x thôi, không giống. Tại vì nãy 3x y trừ x y rồi. Đây là 1. 3x y trừ x y là 2x y. Trừ 2x bình đi bình cộng 2 bình mất cộng cho x ha. Rồi là hoàn thành cái phép phép cộng. Giờ ta sẽ đi vào phép trừ m trừ n. Đó. Thì cái đầu tiên chúng ta giữ nguyên, cái sau chúng ta đổi dấu lại, trừ x cộng x thành trừ x trừ y cộng x y trừ 2 2 bình đi bình là thành trừ 2 bình đi bình. Rồi số 1 không giống để lại, 3xy với xy giống để trong ngoặc. Rồi trừ 2x bình y bình với trừ 2x bình y bình giống để trong ngoặc. Rồi cộng xy cộng cho x trừ x để lại. Rồi nhóm lại bằng 1. 3xy cộng xy là 4xy. Trừ 2x bình trừ 2x bình y bình trừ 2 bình bình nữa là trừ 4x bình y bình. Rồi trừ x. Rồi hoàn thành xong. Rồi mấy em chờ thầy 1 phút ha. Thầy đi uống nước ha, thầy quay lại.
Rồi, chúng ta đi tiếp. Đi vào một số 2. Đó là nhân hai đa thức, nhân hai đơn thức trước. Rồi, hình hợp chữ nhật. Hoạt động khám phá thứ hai. Hình hợp chữ nhật. A có chiều rộng là 2x cm, chiều dài và chiều cao gấp k lần chiều rộng. Chiều dài và chiều cao cùng gấp k lần chiều rộng. Cái câu A nó kêu tính diện tích đáy của A. Tính diện tích đáy của A. Rồi, nè, tính sao? Tích đáy. Diện tích đáy của A. Như vậy thì để tính được diện tích đáy mình phải có đáy là dài nhân rộng. Vậy ta phải tính chiều dài trước, ta mới tính được diện tích. Ha. Rồi, chiều dài của hình hợp chữ nhật là hợp chữ nhật A là mình sẽ lấy là gấp k lần, tức là mình lấy k nhân cho 2x là bằng 2kx. Đó, đơn vị này là cm vuông, là cm. Rồi sau đó mình tính diện tích đáy của A, chiều dài của A thôi. Rồi diện tích đáy của A. Rồi diện tích là mình lấy dài nhân cho rộng, tức là mình lấy 2x hay rộng nhân dài nhân 2kx. À, thì đây lấy 2 nhân 2 để chung, x nhân x để chung, k để riêng đi, k trước rồi mình lấy x nhân x theo thứ tự. Đó là bằng 2, 2 là 4, k x bình phương. Rồi cái này là nó cho là đơn vị là cm đúng không? Vì chúng ta để đây là đơn vị là cm vuông. Rồi, ta đi vào câu B. Thể tích của A, thể tích là dài nhân rộng nhân cao. Giờ ta tính được chiều dài rồi, bây giờ chiều rộng có rồi, bây giờ ta tìm chiều cao. Mà chiều cao thì nó cũng bằng chiều rộng đúng không? Chiều dài và chiều cao gấp k là chiều rộng. Chiều cao của A cũng là lấy k nhân 2x, 2kx cm. Rồi vậy chúng ta mới tính là thể tích của A. Thể tích là lấy dài nhân rộng nhân cao. Đó. Thể tích là dài nhân rộng nhân cao. Tức là lấy hay là đầu tiên là mình tính nó có diện tích đáy cũng được, lấy diện tích đáy nhân cho chiều cao, đó là cũng là cái công thức ha. Lấy 4kx bình phương nhân 2kx. Vậy lấy 4 nhân 2 k nhân k x bình nhân x. Rồi 42 là 8, k k là k bình. X bình nhân x là x mũ 3. Đơn vị thể tích là cm vuông. Khối, khối. Rồi đó là chúng ta hoàn thành cái phần khám phá thứ hai. Rồi xét hai đơn thức A và B như thế này. Ta nhân hai đơn thức như sau, A nhân B. Đó, mình để trong ngoặc. Khi đứng đầu để ngoặc cũng được, không để cũng được, mà đứng sau là dấu trừ mới để, còn dấu cộng khỏi để cũng được. Rồi ở đây là 2x mũ 5 y bình nhân trừ 3x y bình, thì lấy 2 nhân cho trừ 3 để trong ngoặc. Rồi x mũ 5 nhân x để trong ngoặc. Khi mà có dấu trừ ngoặc tròn thì để ngoài ngoặc vuông ha, chứ đừng để tròn với tròn. Rồi, y bình nhân y bình để trong ngoặc. Thì tính chất này gọi là tính chất giao hoán và tính chất kết hợp. Giao hoán là gì nè? Tức là nó đổi chỗ cho nhau, ít ít đều đổi cho nhau, kết hợp lại để cho ngoặc tiếp. Rồi 2 nhân trừ 3 là trừ 6 này. X mũ 5 nhân x là x mũ 6, và y bình nhân y bình đó là y mũ 4. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái kiến thức trọng tâm. Để nhân hai đơn thức ta nhân các hệ số với nhau, nhân các lĩ thừa cùng biến rồi nhân kết quả với nhau. À, ta đi vào ví dụ 2, thực hiện các phép nhân đơn thức sau. Rồi. Rồi, câu A. Ở đây,
chúng ta thấy có trừ 3 với trừ 4 nè. Ta để trừ 3 nhân với trừ 4 trong mặt. Rồi tiếp theo đó là x mũ 4. Đây x bình. Rồi tiếp theo là y mũ 3. Giờ trừ 3 nhân trừ 4 là thành 12, trừ trừ cộng 3 4 12. X mũ 4 x mũ 2 là x mũ 4 cộng 2 là x mũ 6, y mũ 3 để lại. Rồi đó là chúng ta hoàn thành xong câu A. Với câu B, x y bình nhân trừ 1 phần 2 x y mũ 3. Thì ở đây ta tính x bình, x y tất cả bình là x. Và chúng ta phải nhớ cái công thức nha. Đó là 5 lớp 6. Đó là gì? Bổ sung kiến thức. Đó là cái công thức là gì? A. A nhân B mũ N bằng A mũ N nhân cho B mũ N. Đó. Thì đây x, chúng ta hiểu là x mà y bình phương, tất cả bình phương là x bình, y bình. Đó. Để ha, cần thiết thì để trong ngoặc luôn. Rồi nhân trừ 1 phần 2 x y mũ 3. Thì ta nhìn thấy có trừ 1, 2 thôi, số đứng đầu cho nên cũng không cần để trong ngoặc. Rồi x bình x ở trong ngoặc ha, ta y bình y mũ 3 rồi trừ 1 phần 2 để lại x bình nhân x là x mũ x bình 2 cộng 1 là x mũ 3 rồi, y bình nhân y mũ 3 là 2 cộng 3 là y mũ 5. Rồi đó là chúng ta hoàn thành ta hoàn thành cái câu ví dụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số kiến thức thường cho màu xanh. Thực hành 2. Thực hiện các phép nhân đơn thức sau. Rồi. Ta đi vào câu A. Rồi, câu A như thế nào? Thì ở đây á, chúng ta thấy là có 4 với trừ 6 để có mặt tròn, dấu âm để mặt tròn cho nên đây ngoài là phải mặt vuông. Rồi x mũ 3 nhân với x mũ 3. Rồi nhân gì? 4 nhân trừ 6 là trừ 24. X mũ 3, x mũ 3 là x mũ 3 cộng 3 là x mũ 6. Y. Đó, thì chúng ta để lại nha. Rồi câu B. Ở đây chúng ta thấy là trừ 2 với trừ 5 để chung mà. Ở đây ta có x để riêng, y với y bình để chung. Trừ với trừ cộng nhân nhau 2 nhân 5 là 10. X để lại, y nhân y bình là 1 cộng 2 là y mũ 3. Rồi, sẽ đi vào câu C. Ở đây 2 a tất cả mũ 3 thì dùng công thức đó là gì? Trừ 2. Đó công thức lớp 6 nãy ha. Trừ 2 giống như a mũ n, b mũ n đó ha. Rồi mũ 3, rồi a mũ 3. Đấy, để dùng vuông. Còn cái này á là mình tính trực tiếp ra được luôn. Nếu mà đến từ từ là như thế này nè. Là 2 mũ 2. A mũ 2, b mũ 2. Rồi trừ 2 mũ 3. Đó. Tức là trừ 2 mũ 3 là trừ 8. A mũ 3. Rồi, còn đây 2 mũ 2 là 4. A bình, B bình. Rồi đây là lấy trừ 8 nhân 4, cho nên phải để trừ 8 trong ngoặc. Tròn, cho nên buộc ở ngoài phải mặt vuông. A mũ 3 nhân A bình để trong mặt tròn. Rồi, B bình để bên ngoài. Trừ 8 nhân 4 là trừ 32. Rồi A mũ 3 nhân A bình lấy 3 cộng 2 là A mũ 5. B bình để lại. Rồi đó là chúng ta hoàn thành xong cái thực hành số 2. Rồi chúng ta đi vào phần tiếp theo đó là nhân 2 đa thức. Đi vào hoạt động khám phá số 2. Hình 3A là bản vẽ sơ lược sàn của một căn hộ. Các kích thước theo đơn vị là mét. Diện tích sàn này bằng những cách khác nhau thì thường dùng hai cách thôi nhé. Dùng hai cách để tính. Rồi, tức là cái câu A đó.
Rồi nếu vẽ cả ban công, vẽ cả ban công thì được sơ đồ như hình 3B. À, tức là vẽ thêm cái ban công vô, thì ban công này độ dài nó là một, thêm một vô nữa. Đó. Yeah, tức là ở đây chúng ta chỉ tăng thêm cái chiều rộng là 2x cộng 1 thôi. Thì hãy tính tổng diện tích của sàn bao gồm cả ban công. Thì rồi tính ra nha. Rồi, câu A đây. Thì diện tích cái sàn nhà này được chia thành 3 phần, đúng không? Diện tích sàn nhà này mình được chia thành 3 phần. Rồi, cái là đầu tiên là mình sẽ tính là cái diện tích phần hình chữ nhật có chiều rộng, chiều dài trước đi ha, hay chiều chiều gì cũng được. Có chiều rộng là y, có chiều rộng là y mét và chiều dài hai x mét là cái hình cái này nè, đó đây là hình này ha, là mình lấy là y nhân 2x là bằng 2xy mét vuông. Rồi diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng chính giữa này nè, đó, chiều rộng của nó là 2x mét và chiều dài nó khúc nè từ đây tới đây, tức là 3x mét, là lấy 2x nhân cho 3x, lấy 2 nhân cho 3, lấy x nhân cho x, 2 nhân 3 là 6, x, x, x bình. À, đơn vị là mét vuông. Rồi. Tiếp theo. Nên mình xuống dòng cũng được cho nó gọn, bài toán là như thế này. Rồi, diện tích hình chữ nhật có chiều rộng đó là 2 mét và chiều dài là 3 2x mét, là mình lấy là 2 nhân cho 2x là bằng là 2 nhân 2 nhân cho x là bằng 4x mét vuông. Rồi vì sau đó nó hỏi mình tính là hình 3A ha. Đó, bản vẽ sơ lược căn hộ có kích thước 2 mét, tính diện tích sàn nhà bằng những cách khác nhau. Thế là đây đây là mình đang tính cái cách này là cách 1. Đó là, hiểu không? Rồi, tôi hiểu. Cái đó là cách 1 đó. Vậy lúc này tôi tính diện tích sàn nhà, ta cộng ba cái đó lại là xong. Đó. Diện tích. Rồi, diện tích sàn của căn hộ này là mình lấy là 2xy cộng 6x bình cộng 4x mét vuông. Tức là cái cách 1 là mình hiểu cách 1 tức là chúng ta là chia sàn căn hộ, chia sàn căn hộ thành 3 phần. Được chưa? Thành 3 phần. Còn cái cách 2, cách 2 thì chúng ta tính trực tiếp luôn, là tính chiều dài và chiều rộng của căn hộ bằng và diện tích của căn hộ, tức là tính chiều dài thì cái 2 là chúng ta không chia, cái 2 là chúng ta sẽ là tính chiều dài, tính chiều dài của căn hộ rồi tính diện tích sàn căn hộ. Thì đầu tiên ta tính chiều dài làm lấy nè, y cộng 3x cộng 2. À, rồi.
Đầu tiên ta tính là chiều dài căn hộ là y cộng 3x cộng 2, đơn vị là mét. Rồi sau đó chúng ta mới tính diện tích sàn của căn hộ này, là mình sẽ lấy là chiều dài nhân chiều rộng. Chiều rộng lúc này là 2x nhân y cộng 3x cộng 2 đó, nhân vô là 2xy, tức là 2 lấy là 2x này nhân y nè, 2x nhân cho 3x đó. Rồi sau đó mình lấy tiếp theo là gì, 2x nhân cho 2 là bằng 2xy. Nếu mình tính từ từ nha, 2xy cộng 2 nhân 3 x nhân x cộng 2 nhân 2 nhân cho x. Rồi, vậy đây là bằng nhiêu, 4xy cộng 6x bình cộng 4x. Đó, 4xy cộng 6x bình cộng 4x. Thì nó cũng giống như cái trên thôi. Nè, 2xy chứ thôi. 2xy, cái này ghi nhầm. 2xy. Rồi, ghi lại này thôi. Đó. Rồi, nó cũng giống ha. Đó, cách nào cũng được. Mét vuông. Rồi, ta đi vào phần kế tiếp. Xét đơn thức A bằng 2x và hai đơn đa thức B bằng y cộng mấy cộng 2 và C bằng 2x cộng 1. Ta nhân hai đa thức A và B như sau. A nhân B, mình thay vô A là 2x đây. B là y cộng mấy cộng 2 thay vô đây. Rồi mình ghép 2x nhân y là 2y. 2x nhân 7x. Để lại 2x nhân 2. Thì cái tính chất này gọi là phân phối của phép nhân đối với phép cộng đưa vô á. Rồi sau đó mình để hai đi lại. Rồi sau đó mình tính nhẩm luôn, nó cho tính nhẩm nha. 2 nhân 3 là 6, x nhân x là x bình. Rồi ở đây 2 nhân 2 là 4, x thì tính chất giao hoán kết hợp với phép của phép nhân và kết hợp của phép nhân ha. Giao hoán là đổi chỗ cho nhau á. Tức là 2 nhân 3 đổi chỗ nhau và kết hợp lại nhưng mà nó làm nhanh. Rồi để nhân hai đa thức C và B, ta nhân từng hạng tử của C với B rồi cộng kết quả lại. Đó, thí dụ bây giờ C với B đây. Thì ta lấy cái đầu tiên, ta thêm như là ghép với cái ngoặc này. Đó. Và ta lấy cái thứ hai ghép với cái ngoặc này. Và ta nhân vô tiếp 2x nhân y, 2y. Rồi 2x nhân 7x, đó là 6x bình. Đó là 2 nhân 3 là 6, x nhân x bình đó. Rồi 2x nhân 2 là 2 nhân 2 là 4, x để lại. Rồi 1 nhân gì bằng chính nó, tức là bằng y cộng x cộng 2 ghi lại. Rồi tới đây. Chúng ta để 2y này để lại, 6x bình để lại. Ở đây 4x với 3x là đồng dạng gom chung. Rồi y để lại, 2 để lại. Thì hai cái đầu này để lại. Thì 4x với 3x tính ra là 7x. Rồi hai cái cuối để lại, đó là hết rút gọn được, là chúng ta hoàn thành bước này ha. Rồi như vậy nè, kiến thức trọng tâm là để nhân đơn thức với đa thức, ta nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các kết quả với nhau. Để nhân hai đa thức, ta nhân từng hạng tử của đa thức này với đa thức kia rồi cộng các kết quả lại với nhau đó. Cái đó chính là cái phương pháp ha. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào cái ví dụ số 3. Ở đây nó còn cô B nữa chứ, cô B nữa nha. Thiếu cô B. Bổ sung cô B. Là nếu vẽ thêm ban công thì sơ đồ hình 3B là vẽ thêm ban công là tăng cái chiều rộng thôi, chiều dài là vẫn giữ nguyên đúng không, thì lúc này nó hỏi diện tích là bao nhiêu thì mình tính chiều chiều rộng thôi, mình thay đổi chiều rộng là chiều rộng của sàn nhà căn hộ, của chiều rộng sàn của căn hộ đó, bao gồm cả ban công
là mà lấy 2x cộng thêm 1 vô. Rồi tiếp theo ta tính diện tích sàn của sàn căn hộ, bao gồm cả ban công luôn, là mình sẽ lấy là gì? 2x cộng 1 nhân với chiều này là chiều rộng, chiều dài nè, chiều dài tức là vẫn là mình cộng lại đúng không? Ở trên tính chiều dài là y cộng 7x cộng 2. Vậy là mét vuông. Rồi cái này chúng ta chưa tính được, chúng ta nhờ cái kiến thức ở dưới này chúng ta mới tính được. Để nguyên nó luôn ha. Rồi thực hiện các phép tính nhân. Rồi có câu A đây. Rồi. Rồi có câu A đây. Thì ta có rồi bây giờ cái câu A này thực hiện ta tính trực tiếp luôn đi, thì đây ta lấy là 2xy đó nhân với x bình đưa vô, rồi có dấu trừ ở đây đúng không? Đúng đúng ra là mình phải ghi là, nếu mình ghi dấu trừ luôn trực tiếp đây cũng được, tức là trừ mình ghi là 2xy nhân với trừ 3y bình, cái gì nó chuẩn hơn à. Đây lấy 2 để lại này, x nhân x bình y, lấy 2 nhân cho trừ 3, lấy x để lại y nhân y bình. Ở đây 2 x nhân x bình là x mũ 3 y, 2 nhân trừ 3 là trừ 6, x y nhân y bình là y mũ 3. Rồi ta hoàn thành câu A. Bây giờ ta sẽ đi vào câu B. Thì đầu tiên mình sẽ lấy x mình nhân với cái đa thức bên bên bên, bên phải, x bình y. Rồi mình lấy là trừ y nhân đa thức bên phải là x mũ 3 trừ x bình y. Rồi mình nhân vô x nhân x mũ 3. Rồi nhân vô x nhân trừ x bình y, rồi y nhân vô x mũ 3 trừ y mình nhân vô trừ x bình y. Đó. Rồi ở đây tính là x nhân x mũ 3 là x mũ 4, rồi dấu trừ đem ra phía trước, x nhân cho x mũ 3 y, rồi dấu trừ đem phía trước, phân chắc giao hoán đổi chỗ cho nhau. Đúng không? Rồi tiếp theo đó là trừ với trừ á, là thành cộng x bình để lại y nhân y, rồi x mũ 4 trừ x nhân x mũ 3 là x mũ 4 y trừ x mũ 3 y cộng x bình y nhân y là y bình. Rồi đó là chúng ta hoàn thành được cái câu này, hiểu ha? Ta kiểm tra lại coi coi giống không. Đấy. X nè, nhân x mũ 3 trừ x bình y. Rồi trừ y nhân x mũ 3 trừ x bình y, x nhân x mũ 3. X nhân trừ x bình y. Y nhân x mũ 3 trừ y nhân x mũ 3 trừ y nhân trừ x bình y. Rồi x nhân x mũ 3 là x mũ 4. Cái này dấu trừ đem ra. Này, x nhân x bình thôi chứ. Cái này bị nhầm cái này nha. Rồi trừ x mũ 3 y. Rồi trừ nhân với trừ thành cộng. X bình y nhân y. Vậy đây là x mũ 3. Rồi ta sẽ nhóm hai cái chung lại. X mũ 4. Trừ x mũ 3 y. Trừ x mũ 3 y. Cộng x bình. Y bình. Rồi bằng x mũ 4 trừ x mũ 3 y trừ x y là trừ 2x mũ 3 y cộng x bình y bình. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái ví dụ 3. Bây giờ ta sẽ đi vào cái thực hành số 3.
Biết các biểu thức sau thành đa thức. Rồi câu A. Ở đây ta lấy là trừ 5 x mũ 4 à, 5 A mũ 4 nhân dưới A bình B rồi cộng cho trừ 5 A mũ 4 nhân với trừ A B bình. Rồi đây mình sẽ lấy là trừ 5 nhân dưới trừ 5 thôi, khỏi khỏi nhân thì chúng ta sẽ để trừ 5 thôi. Đây A mũ 4 nhân với A bình. Ở đây là B để lại. Rồi đây là trừ 5 nhân với trừ 1. Không, trừ 5 với trừ 1 hình là 5 luôn, cho nó nhanh. Nếu mà cẩn thận là gì, trừ trừ hình cộng, đúng không? Rồi, thôi ghi là trừ 5 thôi, ghi 5 thôi. Còn A mũ 4 với A. Rồi, B bình là để bên ngoài. Rồi, trừ 5 để lại. A mũ 4 với A mũ 2 nhân lại là A mũ 6. B để lại 5, A mũ 4, A 1, A mũ 5. B bình. Đó. Rồi, chúng ta hoàn thành xong câu A. Bây giờ ta sẽ đi vào câu B. Đi vào câu B. Thì đây lấy x ghép với x y bình trừ 2 y mũ 3. Rồi lấy 2 y ghép với x y bình trừ 2 y mũ 3. Rồi x mình sẽ ghép với x y bình. X mình sẽ ghép với trừ 2 y mũ 3. Rồi 2 y mình sẽ ghép với là x y bình. Rồi 2 y mình sẽ ghép với trừ 2 y mũ 3. Tức là cái nào mà có dấu âm thì chúng ta nên để trong ngoặc, còn dấu dương phải để trong ngoặc. Rồi x nhân x y bình để ngoài, trừ 2 để ngoài x y mũ 3. Ở đây 2 nhân x nhân y bình để trong ngoặc. Rồi cộng với 2 nhân với trừ 2. Rồi, y nhân với y mũ 3. Rồi, x nhân x là x bình, y bình để lại. Trừ 2x y mũ 3, cộng 2x, y nhân y mũ bình là y mũ 3. 2 trừ 2 là trừ 4, y nhân y mũ 3 là y mũ 4. Rồi, ta sẽ rút gọn ra nè. Đó coi là x bình, y bình. Đó là trừ... Rồi, trừ 2 x y mũ 3 cộng 2 x y mũ 3 là rút gọn được trừ 4 y mũ 4. Rồi ở đây là x bình y bình để lại, trừ 2 x y mũ 3 cộng 2 y 3 mất thì còn trừ 4 y mũ 4. Rồi đó là chúng ta hoàn thành xong câu B. Rồi bây giờ chúng ta mới đi vào cái vận dụng số 1, chúng ta mới giải quyết được cái vấn đề số 1 đây. Rồi, đó, chúng ta xem lại cái mục này. Ở ban đầu người ta đưa ra, bây giờ mình sẽ xử lý câu này ha như thế nào. Trên một đoạn sông xuất phát cùng lúc từ một bến thuyền đó. Ví dụ bến thuyền ở đây, thuyền đi xuôi dòng với tốc độ là V cộng 3 km. Cano thì đi qua bên phải ngược dòng với tốc độ là 2V trừ 3 km trên giờ. Xuôi dòng là thuyền, còn ngược dòng là cano. Làm thế nào để tìm được quãng đường của mỗi phương tiện? Làm thế nào tìm được quãng đường của mỗi phương tiện và khoảng cách giữa chúng sau khoảng thời gian T giờ? Thì muốn tìm quãng đường thì mình lấy vận tốc nhân thời gian.
Đó, vận tốc thì ví dụ thuyền đó là V cộng 3, còn thời gian đó là T, còn cano là 2V trừ 3, thời gian là T. Vậy mình muốn tính khoảng cách giữa hai phương tiện sau tới giờ thì gì? Hai cái phương tiện này đó là nó đi ngược chiều với nhau, vì khoảng cách của nó tính làm lấy hai cái quãng đường nó cộng lại theo thời gian, là hai quãng đường nó cộng lại là chính là cái khoảng cách giữa thuyền và cano ha. Đó, vậy là chúng ta hoàn thành được chưa? Rồi chúng ta trả lời như thế này nè: sau khoảng thời gian T giờ, T giờ thì thuyền đi xuôi dòng được quãng đường là quãng đường với vận tốc nhân thời gian, tức là lấy thời gian nhưng vận tốc cũng được, V cộng 3 ở mình nhân vô đó là VT cộng cho 3T, đơn vị là mét km. Rồi sau khoảng thời gian T giờ thì cano đi ngược dòng được quãng đường là đi ngược dòng được quãng đường là lấy thời gian nhưng vận tốc cũng được, 2V trừ 3 rồi nhân vô 2TV trừ 3T. Rồi tiếp theo là khoảng cách, khoảng cách là dùng các cộng ha. Còn nếu mà nó đi cùng chiều á, cái này ngược chiều nha, cùng chiều thì mình lấy cái cano mình trừ cho thuyền, nhớ nha, tại vì khi cùng chiều là cano nó sẽ đi nhanh hơn thuyền, cho nên lúc nào nó cũng quãng đường cũng lớn hơn ha. Khoảng cách giữa hai phương tiện khoảng cách giữa hai phương tiện sau khoảng thời gian T giờ là dùng phép hiệu là chúng ta lấy 2TV trừ 3T, đó là cano, thuyền trước đây thuyền trước, tức là VT cộng 3T cộng 2TVT, đây là VT đây, VT 2VT trừ cho 3T, phá ngoặc ra đó là VT cộng 3T, dấu cộng không loại dấu, 2VT trừ 3T. Rồi chúng ta nhóm chung VT cộng 2VT, 3T trừ 3T, 2VT cộng 2VT là 3VT, cộng 3T trừ 3T là mất. Đúng không? Tức là ở đây là 3VT chứ. 3VT. Đúng không? Đây đây là V cộng 3, V cộng 3 lên T là VT cộng 3T, còn đây là 2V trừ 3 nhân T là 2VT trừ 3T. Khi ta phá ngoặc ra thì cộng lại đó, nó sẽ ra là 3 VT, được chưa? Rồi km. Vậy mình kết luận về khoảng cách giữa chúng sau khoảng thời gian T giờ sau khoảng thời gian T giờ kể từ khi rời bến là 3VT km. Và mình nhớ nè, nhớ bổ sung kiến thức, tức là nếu 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 hai phương tiện đi, hai phương tiện đi, cái này nó cho hai phương tiện này là đi xuôi dòng đúng không, hai phương tiện đi cùng hướng, tức là hiểu không, là cùng xuôi dòng hoặc là ngược dòng á, ngược dòng thì khoảng cách giữa hai phương tiện bằng quãng đường, tức là lấy hàng đi nhanh hơn, tức là lấy cái quãng đường ô tô bằng hiệu của quãng đường cano và quãng đường thuyền. Đây thì cano là nó phải nhanh hơn, nhanh
Lái phương tiện nhanh trừ cho phương tiện chậm ha. À, để chúng ta nắm cái này, lỡ như đề nó có hỏi. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo, đó là vận dụng 2. Tính diện tích phần tô màu trong hình 4. À, thì chúng ta muốn tính diện tích tô màu, ta thấy cái hình ngoài đó. Ở dưới cái hình trong trừ với nhau nó mới ra tô màu, hình ngoài là hình chữ nhật. À, thì hình ngoài nó tức là chiều rộng là 5y, chiều dài là 2x cộng 3y. Còn hình trong cũng là hình chữ nhật, chiều rộng là x, chiều dài là x cộng y. Vậy ta tính diện tích phần ngoài trừ cho diện tích phần trong, nó sẽ là phần chích còn lại, tức là cái phần tô màu đó. Dễ ha, nó cũng không khó. Đấy. Ở đây tính là diện tích hình chữ nhật lớn, lớn cạnh có chiều dài là 2x cộng 3y. Cái này nó không cho đơn vị đúng không? Và chiều rộng, chiêu tính diện tích trong hình 4 mà. Cái này không cho đơn vị hả? Ừ, này nó không cho đơn vị, nếu cho đơn vị thì mình mới tính ra được theo đơn vị đúng không? Không cho. Rồi, diện tích trong hình 4 phần tô màu, vậy là không cho đơn vị nha. Rồi. Và chiều rộng 5y là sẽ lấy là 5y nhân với 2x cộng 3y, là 5y nhân 2x cộng 5y nhân 3y, lấy 2 nhân 5 x nhân y, lấy 5 nhân 3, 3 nhân 5 y nhân y, là 10xy cộng 15y bình, đơn vị diện tích. À, đúng ra mình thấy là đơn vị diện tích. Rồi, nó ghi đây cho đầy đủ. Rồi, tiếp theo mình tính diện tích hình chữ nhật nhỏ. Có, chiều dài là x cộng y và chiều rộng là x, là x nhân với x cộng y. X nhân x là x nhân x cộng x nhân y. À, cộng x nhân y sẽ bằng là x bình cộng x y. Đơn vị diện tích. Vậy sau đó mình sẽ tính đó là gì? Diện tích phần tô màu trong hình 4. À, mình sẽ dùng phép hiệu. À, 10xy nè cộng 15y bình trừ cho x bình cộng xy. À, phá ngoặc ra không đổi dấu, 10y cộng 15y bình, còn cái sau đổi dấu, có dấu trừ, trừ x bình trừ xy. À, 10xy trừ xy để chung ngoặc. À, 15y bình trừ x bình để lại. À, 10xy trừ xy là 9xy cộng 15y bình trừ x bình. Thì cái này chính là đơn vị thể tích. Thì xuống dòng cho dễ hiểu ha. Rồi, thì là đơn vị diện tích. Đó. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành xong cái phần vận dụng 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần số 3. Chia đa thức cho đơn thức. Chia đơn thức cho đơn thức. Rồi. Đó, tức là đa cho đơn và đơn cho đơn. Đầu tiên đi đơn cho đơn trước. Rồi chúng ta đi vào đa cho đơn, hiểu ha? Ừ. Hình chữ nhật A có chiều rộng là 2x và chiều dài gấp k lần chiều rộng là 2kx, k lớn 1. Hình chữ nhật B có chiều dài là 3x. Đó, chiều dài là 3x. Rồi. Muốn hai hình chữ nhật này có diện tích bằng nhau thì B phải có chiều rộng bằng bao nhiêu? Tức là muốn tìm chiều rộng của B thì mình cho hai cái đó nó bằng nhau để mình tìm ra ra cái chiều rộng của hình chữ nhật B.
Rồi. Ví dụ như hình chữ nhật B mình không biết, mình sẽ gọi là chữ Y chẳng hạn, ở chiều rộng của hình chữ nhật B là Y cm. Đó, thì đầu tiên ta tính là diện tích của hình chữ nhật A là diện tích của hình chữ nhật A là mình lấy gì? Dài nhân rộng, hay rộng nhân dài cũng được, 2x nhân 2 cả x, lấy 2 nhân 2 x nhân x k là 4, x x x bình, k để trước x, k x nhân x là bằng 4 kx bình cm vuông. Rồi diện tích của hình chữ nhật B là lấy dài nhân cho rộng, rộng nhân dài cũng được, là lấy 3x nhân với y là 7xy cm vuông. Rồi chúng ta nói là để hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. Nó nói ha, hai hình chữ nhật này có diện tích bằng nhau thì để hai hình chữ nhật này có diện tích bằng nhau thì 4 tức là 3xy nó sẽ bằng là 4kx bình. 4kx bình, từ đó mình mới suy ra chữ y, mình tìm chữ y á, mình sẽ lấy là 4kx bình chia cho 7. Giống như là mình tìm thừa số á, mình lấy tích chia cho thừa số còn lại. Ở đây 4k bình, lấy 4 chia cho 3 và lấy k để lại, lấy bình chia cho x, 4 chia 3 chia không được, lấy 4 phần 3, k để lại x bình chia sẽ bằng x, đơn vị là cm. Rồi thì chúng ta kết luận vậy, để hai hình chữ nhật này có diện tích bằng nhau thì chiều rộng của hình chữ nhật B là 4/3 kx cm. Rồi, chúng ta hoàn thành xong. Tiếp theo, ta xét hai đơn thức A và B như thế này. Nếu có đơn thức C sao cho A bằng B nhân C thì ta nói A chia cho B được thương là C, viết A chia B thương là C. Đó. Thì ta thực hiện phép chia A như B như sau. Ví dụ A chia B, A là này, đứng đầu không cần để ngoặc. Rồi đứng sau để ngoặc. Lấy số chia số, 3 chia cho 4, được là rồi lấy x chia cho ăn x chia cho ăn x, trước chia sau, x mũ 4 chia cho x bình. Cách nhau bởi dấu nhân ha, rồi lấy y bình chia cho y. Rồi 3 chia cho 4 là chia không được, chia không hết cho nên để 3 phần 4. X bình chia x mũ 4 chia cho x bình thì chỉ là lấy 4 trừ 2, nó bằng 2. Còn y bình chia cho y, lấy 2 trừ cho 1, y là y mũ 1 á, bằng 1. Rồi, chúng ta sẽ đi vào đó là cái kiến thức trọng tâm. Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B với A chia hết cho B, ta làm như sau. Đó, chia hệ số của A cho hệ số của B, tức là giống như 3 chia cho 4 đó. Chia lũy thừa của từng biến A cho lũy thừa từ biến B, giống như là biến X chia cho biến X, biến Y chia cho biến Y. Rồi, nhân các kết quả với nhau, cuối cùng là nhân biến này nó ra. Đó, phương pháp là có. Ha. Rồi, như vậy giờ chúng ta sẽ đi vào, đó là cái ví dụ 4. Thực hiện phép chia này cho này tức là ta có là gì, 9 x mũ 7 y mũ 3 z mũ 4 chia cho 3 x mũ 4 y bình, thì mình sẽ lấy là 9 chia cho 3 là x mũ 7 chia cho x mũ 4 theo ẩn, và là y mũ 3 chia cho y mũ 2 theo ẩn, còn z mũ 4 để lại.
Rồi 9 chia cho 3 được là 3. X mũ 7 chia X mũ 4 lấy 7 chia 4 là X mũ 3. Y mũ 3 chia cho Y bình. Vậy lấy 3 trừ 2 là 1. Rồi Z mũ 4 để lại. Đúng ha? Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái ví dụ 4. Giờ ta sẽ đi vào cái thực hành số 4, thực hiện phép chia hai đương thức cho nhau. Rồi ta có này 8x mũ 4 y mũ 5 z mũ 3 chia cho 2x mũ 3. Đứng đầu phải để ngoặc cũng được, thôi để luôn y mũ 4 z. Rồi lấy 8 chia cho 2. Rồi x mũ 4 chia cho x mũ 3. Rồi lấy y mũ 5 chia cho y mũ 4. Rồi lấy z mũ 3 chia cho z. 8 chia 4, 8 chia 2 là 4. X mũ 4 chia x mũ 3 là x. Y mũ 5 chia y mũ 4 là y. Z mũ 3 chia z là z bình. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái phần thực hành số 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào đó là phần vận dụng thứ ba. Nghiệm thứ ba. Rồi, diện tích đáy của một hình hộp chữ nhật có thể tích, tính diện tích đáy của hình hộp chữ nhật. Thể tích là 12x bình y, chiều cao là 3y. Thì chúng ta nhớ như thế nào? Tức là nhớ nha, bổ sung kiến thức. Tức là thể tích hình hộp chữ nhật đó, nó bằng là diện tích đáy nhân với chiều cao, h là chiều cao. Từ đó mình suy ra mình muốn tìm được cái chiều cao, đúng không? Tức là mình tìm số thừa số chưa biết, mình lấy tích là v chia cho thừa số đã biết là chia cho diện tích đáy. Đó là cái kiến thức mà mình cần phải biết. Như vậy ở đây ta tính là diện tích đáy của hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật là mình chia nhau, tức là mình sẽ lấy là 12x bình y chia cho 3y, tính ra luôn. Đó, lấy 12 chia cho 3 x bình để lại. Đó, y chia cho y vậy là bằng 4 x bình. Đó. Rồi cái này không có thì là đơn vị thể diện tích. Rồi. Rồi ta đi vào phần tiếp theo. Đó là một khám phá số số 5. Cho chia đa thức cho đơn thức. Một bức tường đang được trang trí bởi hai tấm giấy dán có cùng chiều cao là 2x mét. Đó, hai tấm. Diện tích lần lượt là 2x mét vuông, 2x bình mét vuông và 5x y mét vuông đây là cho diện tích. Rồi tính chiều rộng của mỗi tấm giấy. Rồi từ đó tìm chiều rộng của bức tường. Rồi câu này cũng khá dễ. Diện tích là dài nhân rộng. Vậy mình tìm chiều rộng, mình lấy diện tích chia cho chiều dài thôi. Rồi, chúng ta tính là chiều rộng của tấm giấy dán thứ nhất. Rồi, chiều rộng mình sẽ lấy là gì? Lấy diện tích nè. Mình chia cho chiều dài. À, lấy 2 chia cho 2. X bình chia cho x. Bằng 1 khỏi ghi. X bình chia x là 1x. Đơn vị là mét. Chiều rộng mọi tấm giấy. Chiều rộng tấm giấy dán thứ nhất. Rồi, chiều dài tấm giấy dán thứ hai. Là mình sẽ lấy là 5xy. Chia cho 2x. Là lấy 5 chia cho 2. Rồi, nhân x chia cho x. Nhân y 5 chia cho 2 là 5 phần 2. X chia x bằng 1 phải ghi. Y để lại. Đó, đơn vị là mét. Rồi sau đó chúng ta mới nó mới kêu là gì?
Từ đó mình tìm chiều rộng tính của bức tường. Đó, chiều rộng bức tường lấy hàng này cộng lại, hiểu không? Tức là sao? Nó kêu là tính chiều rộng của mỗi tấm giấy. Hai tấm nhà mà cái chiều rộng của bức tường là nó gồm hai cái tấm giấy này ghép lại. Chiều rộng nó tính là chiều, từ đó tính chiều rộng của bức tường. Kêu tìm gì? Chiều rộng của một, tính chiều rộng của mỗi tấm giấy. Chiều rộng là bên này, đúng không? Chiều rộng này. Rồi sau đó tính chiều rộng của bức tường là cộng hai cái đó lại với nhau. Rồi cộng hai cái đó lại với nhau, được chưa? Tức là chiều rộng của bức tường. Không, cái này nè. Chiều rộng bức tường trang trí bởi hai tấm giấy có cùng chiều cao là 2x mét. Rồi diện tích đáy lần lượt là diện tích, rồi tính chiều rộng của mỗi tấm giấy và chiều rộng của bức tường, là hiểu chiều rộng đây là chiều dài đó, còn chiều cao là chiều rộng á, của tấm giấy đó. Phải phân biệt cho nó đúng nha. Thì mình sẽ lấy là x cộng với 5 phần 2 y mét. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái câu thứ nhất câu A. Giờ ta đi vào câu B. Rồi, câu B như thế nào? Từ kết quả trên có thể biết được kết quả của phép chia 2x bình cộng 5xy cho 2x hay không? Có thể biết được kết quả trên khi chia 5x bình cộng 2y cho 2x hay không? Chia ra tính là nó chia ra chính là chiều rộng đó. Này, diện tích là chia cho chiều rộng, tức là chiều, tức là chiều chia cho chiều cao đó, tức là chiều rộng nha. Rồi. Như vậy chúng ta chia ra đúng không? Rồi. Tức là nó hỏi là chia ra. Từ kết quả trên ta có thể biết được kết quả của phép chia cho A cho B hay không? Giải thích. Thì chúng ta nói nè, diện tích của bức tường. Diện tích của bức tường chính là tổng diện tích của hai tấm giấy dán. Và bằng hai x bình cộng 5xy mét vuông. Bức tường có chiều cao 2 m, 2x m, do đó chiều rộng của bức tường là kết quả của phép chia đa thức A bằng này nè. Rồi, cho đơn thức B bằng 2x. Rồi. Mà theo câu A, chiều rộng của bức tường là đại gì? Chiều rộng của tường là x cộng 5 phần 2y. Bức tường là x cộng 5 phần 2y. Vậy từ kết quả câu A, ta có thể biết được kết quả của phép chia.
đa thức A bằng 2x bình cộng 5xy cho đơn thức B bằng 2x là bằng x cộng 5 phần 2y. Rồi, tôi sẽ đi vào cái câu này. Xét đa thức A và đơn thức B bất kỳ. Nếu có đa thức C, sao cho A bằng B nhân C? Thì ta nói là A chia hết cho B được thương C. Đó, ta có quy tắc sau đây. Muốn chia một đa thức cho một đơn thức, trường hợp chia hết, ta chia từng hạng tử của đa thức cho đơn thức rồi cộng các kết quả tìm được với nhau. Rồi, nó sẽ đi vào ví dụ 5, thực hiện các phép chia đa thức cho đơn thức. Rồi, tôi đi vào câu A. Đó, đi vào câu A. Thì ở đây, tôi sẽ lấy là 12. Đây là cái này đó, lấy 12. A bình chia cho 3A. Rồi, tôi lấy là gì? Tiếp theo, lấy là trừ 6AB chia cho 3A. À, cộng trừ 6AB chia cho 3A. Rồi, tiếp theo đó là cộng 3A chia cho 3A. À. Rồi, ở đây. Đó là đầu tiên nó lấy 12 chia cho 3. Nhân với A bình chia cho A. Cộng 3 chia cho trừ 6 nhân với A chia cho A với B cộng gì trừ 6 chia cho 3 chứ đúng không, 12 chia cho 3 A bình chia cho A, còn kia là lấy là trừ 6 chia cho 3. À, lấy A chia cho A, B để lại. Ở đây lấy 3 chia cho 3, A chia cho A. 12 chia cho 3 là 4. 12 chia cho 3 là 4. Đúng rồi. Để lại trừ A bình chia cho A là A. Trừ 6 chia cho 3 là trừ 2. A chia A là 1. Để lại là B. Rồi 3 chia 3 là 1. A chia A là 1. Chỉ còn lại là 1. Rồi, tiếp theo là đi vào câu B. Ở đây ta lấy là x mũ 4 y mũ 2 chia cho trừ 2 x y bình cộng trừ 4 x y mũ 3 chia cho trừ 2 x y bình. Thì đây mình lấy là 1 chia cho trừ 2. Đó, rồi nhân với x mũ 4. X mũ 4 chia cho x. Rồi nhân với y bình chia cho y bình cộng trừ 4 chia cho trừ 2. Rồi nhân với x chia cho x nhân với y mũ 3 chia cho y bình. Rồi trừ 1 chia cho trừ 2 là trừ 1 phần 2. X mũ 4 chia cho x mũ 3 y bình chia y bình là 1 phải ghi. Rồi trừ 4 chia cho trừ 2 là bằng 2. X chia x mất, y mũ 3 chia y bình là y. Rồi, ra được kết quả là trừ 1 phần 3, 2x mũ 3 cộng 2y. Chúng ta đi vào phần thực hành số 5, thực hiện các phép chia đa thức cho các đơn thức sau.
Rồi, câu A. Này là bằng 5 AB chia cho A cộng cho trừ 2A bình chia cho A và 5 để lại à. Rồi A chia cho A, B để lại cộng cho đây là trừ 2 thì để lại à, tức là trừ 2 để lại rồi lấy A bình chia cho A, A bình chia cho A. Rồi, vậy đây là 5 A chia A 1 hoặc là B trừ 2 A bình chia A là A, tức là 5B trừ 2A. Câu B. Đây là sau đấy là 6 x bình y bình chia cho trừ 3 x y cộng với trừ x y bình chia cho trừ 3 x y cộng cho 3 x bình y chia cho trừ 3 x y. Rồi, đây là 6 chia cho trừ 3. 6 chia cho 3, x bình chia cho x. Và y bình chia cho y. Cộng cho trừ 1. Chia cho trừ 3. Và lấy x chia cho x. Và lấy y bình chia cho y. Và cộng cho lấy là 3 chia cho trừ 3. Và lấy x bình chia cho x. Rồi y chia cho y. 6 chia cho trừ 3 là trừ 2. X bình chia cho x là x. Y bình chia cho y là y. Cộng. Trừ 1 chia trừ 3 là 1 phần 3. X chia cho x là 1. Khỏi ghi. Y bình chia cho y là y. Rồi cộng 3 chia trừ 3 là trừ 1. Khỏi ghi số 1. X bình chia cho x là x. Y bình chia cho y là 1. Khỏi ghi. Tức là kết quả ra là trừ 2 y. Cộng 1 phần 3 y trừ x. Rồi, sẽ đi vào cái vận dụng 4. Rồi, tính chiều cao của hình hộp chữ nhật có thể tích và diện tích đáy. À, muốn tính được chiều cao lấy thể tích chia cho diện tích đáy. À, tại vì thể tích bằng diện tích đáy nhân chiều cao thì chiều cao lấy thể tích chia diện tích đáy. Rồi, rất là đơn giản ha. Thì chúng ta tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là sẽ lấy là gì? 6 x bình y trừ 8 x y bình chia cho 2 x y thì nó sẽ bằng đó là 6 x bình y chia cho 2 x y cộng cho trừ 8 x y bình chia 2 x y. Rồi lấy 6 chia cho 2 x bình chia cho x là y chia cho y. Rồi cộng cho trừ 8 chia cho 2. Rồi lấy x chia cho x. Lấy y bình chia cho y. 6 chia 2 là 3. X bình chia x là x. Y bình y chia y là 1. Trừ 8 chia cho 2 là trừ 4. X chia x mất. Y. Đó, là nó sẽ ra là 3x trừ cho 4y. Vậy mình cái ở đây nó không có gì là đơn vị độ dài. Rồi chúng ta kết luận ha. Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật
là 3x trừ 4y đơn vị độ dài. Rồi, vậy là chúng ta hoàn thành xong cái vận dụng số 4. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. Bài tập số 1, tính. Rồi, đây phá ngoặc ra. X phá ngoặc dấu cộng không đổi dấu. Đó, bằng này luôn. Rồi, thì chúng ta gom là x cộng x 2y trừ y. X cộng x là x, 2y trừ y là y. Thì đây là 2x trừ y, dấu trừ đổi dấu, trừ 3x cộng 5y. Rồi, lấy 2x trừ 3x để chung, đồng dạng. Rồi, lấy trừ y cộng 5y đồng dạng, 2x trừ 3x là trừ x, trừ y cộng 5y là 4y. Rồi, ở đây chúng ta sẽ phá ngoặc ra, thì cái này chúng ta ghi lại. Cái này dấu cộng không đổi dấu, ghi lại cái này. Rồi, ta gom chung 3x bình trừ x bình trừ 4y bình là giống nhau, đồng dạng, gom chung để chung ngoặc. Rồi, 6xy trừ 8xy. Đó. Rồi, ở đây 9x để lại. Rồi, tới 7 cộng 1 để vô. Đó. Đó. Rồi, còn lại 3x bình trừ x bình là 2x bình trừ 4xy cộng cho xy là trừ trừ 4y bình cộng y bình là trừ 3y bình. Còn cái này là 6xy trừ 8xy là trừ 2xy. Rồi tiếp theo là 9x để lại cộng 8 để lại. Rồi chúng ta hoàn thành xong câu C. Bây giờ ta vào câu D. Ở chỗ này cái đầu tiên ta đi lại, còn dấu trừ thì ta đổi dấu hết, tất cả trong này là trừ 3 thành trừ 3 nè. X bình y 9 thành trừ 9, x y bình trừ 12 thành cộng 12, x y cộng 6 thành trừ 6. Rồi nhóm những nào đồng dạng với nhau, 4x bình y trừ cho 3x bình y rồi trừ 2x y bình. Đó. À, trừ 9 x y bình rồi cộng 12 y để lại cộng cho 8 trừ 6 đồng dạng, 4 trừ cho 3 ra 1, 1 khỏi ghi, x bình y trừ 2 trừ 9 là trừ 7 x y bình cộng 12 x y, 8 trừ 6 là ra 2. Đó thì nó sẽ ra kết quả là như thế, x y bình trừ cái này trừ 9 với trên này là 11 nha. S y bình. Tại vì trừ 2 9 thì 11 ha. Cộng 12 thì y cộng 2. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu tiếp theo. Đó là bài tập số 2. Tính độ dài cạnh còn thiếu của tam giác ở hình 7. Đó, biết chu vi. Thì chu vi tổng ba cạnh thì nó biết hai cạnh, tìm cạnh còn lại lấy chu vi. Đúng không? Trừ cho tổng hai cạnh kia. Đó. Vậy chỗ này chúng ta tính theo cái phương pháp đó. Vậy độ dài cạnh còn thiếu. Độ dài cạnh còn thiếu của tam giác ở hình 7 là sẽ lấy chu vi nè, 7x cộng 5y trừ cho 3x trừ y trừ cho x cộng 2y. Rồi, 7x cộng 5y để lại dấu trừ phá ngoặc đổi dấu là trừ 3x cộng y. Dấu trừ cũng đổi dấu là trừ x trừ 2y. Rồi, 7x trừ 7x để chung. Rồi, 5 trừ x nữa chứ. 7x trừ 3x. 7x nè, trừ 3x, trừ x để chung. Còn 5y
cộng y trừ 2y để chung. Rồi 7x trừ 7 là 4x trừ x là 3x. 5y cộng y 6y trừ 2y là 4y. Rồi đó là đơn vị độ dài. Đó, vậy mình kết luận vậy độ dài cạnh còn thiếu của tam giác ở hình 7 là rồi, 3x cộng 4y đơn vị độ dài. Chúng ta đi vào bài tập số 3. Thực hiện phép nhân. Đây nó có 3 câu A, B, C. Ta đi vào câu A trước. Rồi, thì ở đây ta nhân ra là lấy 3x nhân 2xy, lấy 3x nhân cho trừ 5x bình y, lấy 3 nhân 2x nhân x y để lại, lấy 3 nhân cho trừ 5, rồi lấy x nhân x bình y để lại. Rồi lên 2, 3 nhân 2 là 6, x nhân x bình y. 3 nhân trừ 5 là trừ 15, x nhân x bình x mũ 3 y. Rồi, vậy kết quả câu A. Ta đi vào câu B. Ở đây mình sẽ lấy đó là 2x bình y nhân x y cộng 2x bình y nhân cho trừ 4 x y bình rồi cộng 2x bình y nhân cho dấu nhân thì không cần đứng ngoặc, nhân dấu chia là nên đứng ngoặc hai cái 7y, chỉ có dấu nhân là để âm mới đứng ngoặc thôi, còn dương không cần đứng ngoặc. Đây là tính ra này, đó là 2 để lại là x bình nhân x rồi y nhân cho y, rồi tiếp theo là lấy 2 chia cho âm 4. Rồi lấy x bình nhân chứ 2 nhân âm 4 chứ đâu phải chia, 2 nhân âm 4 rồi lấy x bình nhân cho x rồi lấy y nhân cho y bình rồi lấy 2 nhân cho 7 x bình để lại y nhân cho y rồi lấy 2 x bình nhân cho x mũ 3 y bình y nhân y là y bình. Đó. Rồi tiếp theo là 2 nhân trừ 4 là trừ 8, x một x bình nhân x mũ 3 y nhân y bình y mũ 3, 2 nhân 7 là 14, x bình để lại y nhân y là y bình. Rồi đã hoàn thành được câu B, mình sẽ đi vào câu C. Để đây chúng ta sẽ đổi vế lại, tức là sao trừ 1 phần 2 x y trừ 2 phần 3 x y bình 6 y z bình. À, ta lấy là trừ 1 phần 2 x y nhân với trừ 2 phần 3 x y bình rồi trừ 1 phần 2 x y nhân với 6 y z bình. Rồi vậy ta lấy số nhân với số, tức là trừ 1 phần 2 nhân với trừ 2 phần 3 rồi lấy x nhân với x lấy y nhân với y bình rồi đó cộng trừ 1 phần 2 nhân với 6 rồi ta nhân với x nhân x không nhân để lại y nhân với y rồi z bình trừ 1 2 nhân trừ 2 phần 3 trừ trừ cộng những 2 còn lại 1 phần 3 x nhân x là x bình y nhân y bình là y mũ 3 rồi, trừ 1 phần 2 nhân 6 là hình là trừ 1 phần trừ cho 3 x y nhân y là y bình z bình. Đó là chúng ta hoàn thành được câu 3.
A, hiểu ha? Câu là 3C chứ. Rồi. Chúng ta đi vào câu số 4. Bài tập số 4. Rồi, ở đây là chúng ta nhân vô là x nhân cho x trừ 5y trừ y nhân cho x trừ 5y là x nhân x cộng x nhân cho trừ 5y lại trừ y nhân x trừ y nhân cho trừ 5y x nhân x là x bình trừ 5 có một số đã bị trước x y giao hoán trừ y x cũng là x y trừ y trừ thành cộng 5 y nhân y. Đó, bằng để đầu để lại y nhân y tức là y bình. Rồi ta sẽ rút gọn cái này được à, tức là sẽ gom cái này vô luôn cộng rồi sẽ bằng là x bình trừ 5 x y trừ y là trừ 6 x y cộng cho 5 y bình y cái này y y rồi ha. Đó, tức là cái câu A nó sẽ là x bình trừ 6 y cộng 5 y bình. Rồi, ta sẽ đi vào câu B. Rồi, nhân vô ta lấy là 2x nhân vô 4x bình trừ 2 y cộng y bình nhân cái ngoặc đó luôn á. Rồi, ta lấy y nhân với ghi dấu nhân cũng được, khỏi ghi dấu nhân cũng được. Không ghi dấu nhân vẫn được nha. Rồi, 4x bình trừ 2 y thì nó có cái ngoặc á, ta hiểu có dấu nhân. Rồi, tới đây mình lấy là 2x nhân 4x bình. Lấy 2x nhân trừ 2x y. Mình lấy 2x nhân cho y bình. Đây là y nhân cho 4x bình. Lấy y nhân cho trừ 2x y. Lấy y nhân cho y bình. Ở đây lấy 2 nhân cho 4. X nhân x bình. Lấy 2 nhân cho trừ 2. Rồi lấy x nhân cho x. Nhân cho y. 2x y bình. 4x bình y. Quán vị cho nhau đó. Ở đây trừ 2 để lại. Đó, rồi x để lại y nhân cho y rồi, y nhân y bình là y mũ 3 đây là bằng 8 x mũ 3 trừ 2 trừ 2 là trừ 4 2 4 8 x x bình là x mũ 3 2 trừ 2 trừ 4 x nhân x là x bình y để lại rồi 2 x y bình để lại 4 x y bình y để lại rồi trừ 2 x để lại y nhân y là y bình cộng y mũ 3. Rồi đây 8 x mũ 3 không giống để lại x bình trừ 4x bình y dư 4x bình y giống nhau để trong ngoặc 2x y bình y trừ 2x y bình giống nhau để trong ngoặc cộng y mũ 3 rồi sẽ bằng là 8x mũ 3 trừ 4x bình y còn mỗi y mất 2x y bình trừ 2x bình mất còn lại là y mũ 3 rồi vậy kết quả là ra 8x mũ 3 cộng y mũ 3. Rồi bây giờ tôi sẽ đi vào bài tập số 5. Rồi chỗ này chúng ta sẽ lấy là 20 chia cho 5 nhân cho x mũ 3 chia cho x bình y mũ 5 chia cho y bình 20 chia 5 là 4 x mũ 3 chia x bình là x y mũ 5 chia cho y bình là y mũ 3 rồi hoàn thành xong câu A. Rồi ta sẽ đi vào câu B. Để đây ta có là nó có chữ x mũ 3 thì cái chỗ này x mũ 3 nè y mũ 5 để lại chia trừ x mũ 3 đó là 3 nè nhân cho trừ 1 mũ 3 nhân cho x mũ 3 nhân cho y bình ở 18 x mũ 3 y mũ 5 để lại
chia 3 trừ 1 mũ 3 là trừ 1, x mũ 3 even, 18 x mũ 3 y mũ 5 để lại, chia 3 nhân cho trừ 1 là trừ 3, cho nên này khỏi cần để trong ngoặc, trừ 3 x mũ 3 even, mình mới lấy là 18, để một vuông 18 chia cho âm 3, x mũ 3 chia x mũ 3, rồi y mũ 5 chia y bình, 18 chia cho 3 trừ 3 là trừ 6, x mũ 3 chia 3 mất, y mũ 5 y mũ 3 là y mũ 3, rồi vậy là ra kết quả là trừ 6 y mũ 3. Giờ ta sẽ đi vào bài số 6. Rồi, câu A. Bây giờ này mình thực hiện phép chia. Mình sẽ lấy lại gì? Chia là phải để ngoặc nha. X 4, x mũ 3, y bình. Chia cho 2x y. Rồi, cộng cho trừ 8. X bình y. Chia cho 2x y. Cộng cho 10x y. Chia cho 2x y. Ở đây là 4. Chia cho 2. X mũ 3. Chia cho x. Y bình phương. Chia cho y cộng cho trừ 8, chia cho 2 x bình, chia cho x, y chia cho y cộng 10 chia cho 2 x chia cho x, y chia cho y, 4 chia 2 là 2, x mũ 3 chia x là x bình, y mũ 2 chia y là y, 8 trừ 8 chia 2 là trừ 4, x bình chia x là x, y chia y là 1, 10 chia 2 là 5, x chia x là 1, y chia y là 1, phải ghi. Tức là kết quả là 2x bình y trừ 4x cộng 5. Và ta đi vào câu B. Thì đây ta lấy là 7x mũ 4 y bình chia cho 3x bình y cộng cho trừ 2x bình y bình chia cho 3x bình y cộng cho trừ 5x mũ 3 y mũ 4 chia cho 3x bình y. Rồi lấy 7 chia cho 3x mũ 4 chia cho x bình. Rồi lấy y bình chia cho y. Rồi cộng cho trừ 2 chia cho 3. Rồi x bình chia cho x bình. Rồi, y bình chia cho y cộng cho trừ 5 chia cho 3, x mũ 3 chia cho x bình, y mũ 4 chia cho y, 7 chia cho 3 là 7 phần 3, x mũ 4 chia x bình là x bình, y bình chia y là y. Rồi tiếp theo là trừ 2 chia 3 là trừ 2 phần 3. Rồi, x bình mất, y bình chia cho y là y. Rồi, trừ 5 chia 3 là trừ 5 phần 3. X mũ 3 chia x bình là x, y mũ 4 chia y là y mũ 3. Rồi, là ta hoàn thành xong bài tập số 6. Bây giờ ta sẽ đi vào bài tập số 7. Rồi, tính giá trị của biểu thức này. À, tức là trước khi mình tính giá trị đó, là mình phải thu gọn nó trước ha, rồi mình thay vô mình tính giá trị được. Câu A. Chứ không phải thay trực tiếp vào như vậy ha. Tức là đầu tiên là thu gọn biểu thức, đầu tiên là thu gọn biểu thức trước. Thu gọn biểu thức này đây rồi, này nó bằng mình phá ngoặc ra 3x bình y để lại có trừ đổi dấu trừ 3x y cộng 6x bình y và dấu cộng không đổi dấu ghi lại. Rồi ở đây là 3x bình y nó giống nhau 6x bình y
nó giống nhau, trừ 9x bình y, rồi trừ 3xy cộng 5xy, rồi 3 cộng 6 là 9, 9 9 mất, trừ 3 cộng 5 là 2xy. Thì lúc này chúng ta mới thay x bằng 2 bằng 3, y bằng trừ 3 bằng 4 vào biểu thức đã thu gọn, đó là 2xy, ta được, ta có ha, đó là 2 nhân cho x là 2 phần 3, nhân cho y là trừ 3 phần 4. Rồi mình đơn giản số 3, 2 hàng 4 là số 4, chỉ còn lại âm 1, rồi là hoàn thành ha. Câu A. Rồi, tiếp theo ta đi vào câu B. Thu gọn biểu thức trước khi làm, biểu thức này lại đó để gì cho nó đẹp. Rồi, ở đây mình sẽ nhân vô x nhân x, x nhân cho trừ 2y, rồi trừ y nhân y bình, trừ y nhân cho trừ 2x, rồi x nhân x là bằng x bình, trừ 2xy đổi giao hoán, y nhân y là y mũ 3, rồi cộng trừ cộng 2xy giao hoán. Rồi rút gọn lại mình sẽ x bình không giống để lại ghi lại, rồi trừ 2xy cộng 2xy giống để trong ngoặc, trừ y mũ 3 không có giống để riêng ra bằng x bình. Đó. Rồi trừ 2xy cộng 2xy là mất, chỉ còn lại là trừ y mũ 3 ghi lại. Rồi ta mới thay cái giá trị x bằng 5, y bằng 3 vào biểu thức đã thu gọn x bình trừ y mũ 3, thì ta có, ta được đi, y cho ta được nó hay hơn. Đó là lấy 5 mũ 2 trừ cho 3 mũ 3 là 25 trừ 27 là ra âm 2. Rồi là chúng ta hoàn thành xong bài số 7. Chúng ta sẽ đi vào bài số 8. Rồi, bài số 8 như thế nào? Trên một dòng sông để đi được 10 km, chiếc thuyền tiêu tốn A lít dầu khi đi xuôi dòng và tiêu tốn A cộng 2 lít dầu khi đi ngược dòng. Viết biểu thức biểu thị số lít dầu mà xuồng tiêu tốn để đi từ bến A ngược dòng đến bến B rồi quay lại bến A. Tức là ngược dòng trước rồi xuôi dòng sau. Biết khoảng cách giữa hai dòng sông là B, thì mình nhớ công thức là gì? Quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Đó. Chúng ta hiểu ha. Như vậy nó cho quãng đường rồi là B. Rồi nó cho rằng là quãng đường A lít dầu. Như vậy á, đi được 10 km nè, tốn A lít dầu. À, nếu chiếc thuyền đi xuôi dòng, vậy mình dùng tam sức. Vậy là B km tốn bao nhiêu? Mình dùng tam sức lấy B nhân A chia 10. Và tương tự đi 10 km khi đi ngược dòng tốn B A cộng 2 lít dầu. Thì B km tốn bao nhiêu? Lấy B nhân A cộng 2 chia 10. Tức là dùng quy tắc tam sức. Hiểu không? Vậy chúng ta sau đó chúng ta cộng hai cái số lít dầu đó lại là xong. Đó. Thì chúng ta nói là gì? Thuyền để đi được 10 km xuôi dòng, xuôi dòng thì chiếc thuyền, chiếc xuồng tiêu tốn A lít dầu, cho nên suy ra để đi được B km xuôi dòng thì chiếc thuyền tiêu tốn, mình lấy A đúng không, tiêu tiêu tốn A lít dầu đúng không, để đi được B km
thì lấy b nhân a chia cho 10, tức là a nhân b chia cho 10 đó, a nhân cho b chia cho 10, tức là cái đó chính là cái số lít dầu, thấy chưa? Tiêu tốn. Rồi, tức là khi đi xuôi dòng nha, rồi để đi được 10 km ngược dòng thì chiếc xuồng tiêu tốn A cộng 2 lít dầu. Cho nên suy ra để đi được B cộng 2 ngược dòng, để đi được B km ngược dòng thì chiếc thuyền tiêu tốn dùng tâm sức đó là B nhân A cộng 2 chia cho 10. Đó, B nhân A cộng 2 chia cho 10. Hay là B nhân A cộng 2 chia cho 10. Đó là lít dầu. Rồi. Hiểu không? Thì từ đó mình mới hiểu đó rằng là sao? Để đi được, đúng không? Từ biểu thức á. Hiểu không? Biểu thức. Biểu thị số lít dầu đi mà xuồng tiêu tốn đi từ A đến B ngược dòng và đi từ B đến A xuôi dòng là mình cộng lại với nhau là A chia cho B cộng bằng 10, cộng với B nhân A cộng 2 bằng 10 và AB bằng 10 nhân vô A nhân B cộng 2B bằng 10, đó là AB cộng 2B phần 10 mẫu chung, AB để chung AB phần 10 đó là bằng 2AB cộng cho 2B phần 10, đem nhân tử chung trên tử ra còn lại là AB cộng B phần 10 rút gọn còn AB cộng B phần 5, đó là tôi tách riêng ra nha, tức là nó sẽ bằng AB chia cho 5 cộng cho B chia cho 5 đó lít. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành xong bài số. Tới đây có nhiều người không nhân cũng được nha. Không nhân cũng được. À, không sao. Ta đi vào bài số 9. Câu A trước. Rồi, thế nào đây? Tính chiều dài của hình chữ nhật có diện tích là bao nhiêu đây và chiều rộng là bao nhiêu đây? Vì chiều dài mình lấy diện tích chia cho chiều rộng, đúng không? Chiều dài của hình chữ nhật là mình lấy diện tích chia cho chiều rộng. Diện tích là 6xy cộng 10y bình chia chiều rộng là 2y. Rồi, mình tính xuống luôn cũng được. Đó, mình lấy 6xy chia cho 2y, chia là phải để ngoặc hết nha, còn nhân là không cần để ngoặc, chỉ số âm mới để ngoặc thôi. 2y rồi bằng 6 chia cho 2 x để lại y chia cho y cộng cho 10 chia cho 2 y bình chia cho y, 6 chia cho 2 là 3 x để lại y chia y 1 và ghi 10 chia 2 là 5 y bình chia cho y là y. Rồi giờ mình sẽ kết luận. Vậy chiều dài của hình chữ nhật đã cho là 3x cộng 5y. Rồi câu B. Đó là gì? Tính diện tích đáy của hình hộp chữ nhật có thể tích như đây và chiều cao. Vậy mình lấy thể tích bằng diện tích đáy như chiều cao, tìm diện tích đáy lấy thể tích chia cho chiều cao. À, vậy ta nói là thể tích, ta nói là diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là mình đây là thể tích là 12 x mũ 3 trừ 3 x y bình cộng 9 x bình y chia cho 3 x. Rồi để ngoặc 12 x mũ 3 chia cho 3 x cộng cho trừ 3 x y bình chia cho 3 x cộng 9 x bình y chia cho 3 x. Rồi sẽ lấy là 12 chia cho 3 là x mũ 3 chia cho x
rồi cộng cho trừ 3 chia cho 3 lấy x chia cho x even, trở lại cộng 9 chia cho 3 x bình chia cho x y, trở lại 12 chia cho 3 là 4, x mũ 3 chia x là x bình, trừ 3 chia cho 3 là trừ 1, ghi trừ thôi. Rồi x thì x1 phải ghi even để lại. Rồi 9 chia cho 3 là 3, x bình chia x là x, y ghi để lại. Rồi đó, vậy khỏi ghi chữ đơn vị chiều dài, đơn vị độ dài diện tích luôn cũng được ha, cho nó nhanh. Vậy diện tích của hình hộp chữ nhật là đó là gì? 4 x bình trừ y bình cộng 3 y. Rồi là chúng ta hoàn thành bài học hôm nay. Thì sau bài học này, cái mục này đó là cái mục này người ta gọi là gì? Đó chính là các kiến thức kỹ năng học sinh đạt được sau mỗi bài học ha. Tức là thực hiện được phép cộng trừ đa thức, thực hiện được phép nhân hai đa thức, hai đơn thức nhân đơn thức với đa thức, hai nhân hai đa thức, rồi thực hiện được phép chia đơn thức cho đơn thức, đơn đa thức cho đơn thức. Đó là những kiến thức mà chúng ta đạt được ha. Rồi xin chào tạm biệt các em.